Sao em? Lên YouTube coi, đây mấy anh em đang đeo khẩu trang chống dịch rồi. Dạ. Gặp anh Minh hả? Nói chuyện với anh Minh hay sao? Rồi lên YouTube luôn nha, mặt này lên YouTube luôn nè. Mua xe qua video call anh em nói giờ có thấy chưa? Mùa Covid. Mua xe mùa Covid nè. À, hello anh em à, giờ này là mấy giờ anh? Mấy giờ? 9:26. À. Anh chạy Ninja 300 nè, đó, ảnh đi mua chiếc xe cho thằng em nè. Đó, thấy chưa? R15 màu xám vàng. Thôi thi test xe nhanh đi. Đồ chơi một đống luôn, đếm thì mỏi miệng, đây thử đếm cho anh em xem nè. Đầu tiên là bảo vệ các nước nè ha, CNC nè, nhôm nè, ốp đầu đèn R6 nè, đầu đèn zin nó còn nè, thấy chưa? Rồi, cái này là lên chắn gió cao hơn nè, anh em thấy không? Chắn gió cao hơn nè, đó là 1, 2, 3 đúng không? Rồi, qua đây chống đổ. Đó, chống đổ xịn nè anh em, thấy chưa? Rồi, xi nhan. Rồi, cái này là bảo vệ đầu đèn nè, carbon nè, đó, nãy giờ mấy món rồi anh em đếm coi. Rồi tiếp theo là cây bô full system nè, đó, để lên cho anh em nghe tiếng bô nghe cái đi xem. Về một con xe là phải đáng một con xe đó. lên đi. Rồi ok, hai chìa khóa zin đầy đủ nè, anh em thấy chưa? Miếng dán bảo vệ carbon nè, đó, quay cho anh em xem luôn, tại vì anh là mua giùm em đó đúng không? Đúng rồi. Em nó ở đâu ta? Ở Phú Yên. Phú Yên. Phú Yên. Phú Yên vô đây mua xe của em hơi bị nhiều luôn á. Đúng rồi. Ở ngoài đó mua xe em nhiều lắm. Mình có theo dõi kênh bạn nè. Nè, đây là đồ zin đó nè, đây là cái bô zin nè. Thì cái cây bô độ này á anh em, thì nó rất là dễ. Cái này nó lên từ full cổ, anh em chỉ cần tháo cái cổ ra, tháo này ra rồi anh em rã xuống, anh em muốn vô bô zin thì anh em lắp cái bô zin vô thôi. Không có chế cháo hay hàng gì hết nha anh em. Nó là mua cũ R15 á. Rồi ở đây là xi nhan sao nè, ốp biển số nè, ốp biển số đút ra đút vô anh em. Còn anh em mà thích zin thì vẫn còn đồ zin để cho anh em lắp vô. Đó, rất là đơn giản. Rồi tiếp theo nữa là ốp bình xăng. Đó, chống trượt bình xăng, nhớt nhau nước mát là con này không cần thay nữa nha. Chủ hôm bữa qua đây thay hết rồi. Xe này là chủ hay qua mình chơi á anh em. Xe này là chủ xe để lâu quá không đi á, có nghĩa là họ thấy không đi á, nên bây giờ chủ muốn đổi qua con CB650. Hiện tại em đang tìm cho ảnh con CB650 đó. Con này anh không có đi. Anh nói thôi để lại cho anh em sau nè. Đó, anh em thấy chưa? Vỏ nè, không thiếu một cái gai luôn. Quay cho anh em xem thôi, quay cho anh em nó ở xa nó xem. Đó, vỏ nè, em thấy chưa? Nghe em gọi ha anh. Đúng. Đó. Nói anh em lên YouTube coi cho nó rõ. Nói chung là mình mua lúc giờ giờ xíu rồi tại vì đó, quay cho anh em nó coi tại vì nhờ anh tới. Anh chơi xe rồi anh biết xe nào đẹp, xe nào xấu mà đúng không? Đúng rồi, coi là lốc máy nè. Án luôn. Anh giữ cờ vẹt nha, đừng có để. Lúc mà em đi là anh nhớ là em cầm theo cờ vẹt xuống luôn nha. Có cờ vẹt mới ký được á. Nó vỏ nè anh em, soi cho anh em thấy nè. Thấy không? Đó, gai nè. Mới tinh ha. Đó. Sơn nè. Gắn bóc luôn nè, thấy không? Đó, quay cho anh em ở xa nó coi cho nó đã. Rồi, giờ giao xe. Mấy cái đồ này tính sao ta? Cái này gửi xe gửi luôn lòng cho đỡ tốn thôi. Gửi luôn lòng tính vô đó tiền luôn á. Ừ. Họ in luôn, cái này cũng gom nhanh mà. Tại hai bên đi ô tô không có chỗ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái đầu zin bây giờ gửi lại chỗ mình nha, rồi từ từ khi nào em vô ký giấy tờ thì em làm giấy tờ thì em lấy sau nha. Nhiều lắm. Không nhiều gì. Ba món. Điều cái là giờ hai anh em đi mô tô hết đâu có chở được, khó chở lắm. Rồi. À, nói chung là em gửi tiền cho mình rồi đúng không? Rồi đây, lấy tiền. Rồi hình như để anh chết cái.
Dạ dạ cho em xíu. Rồi, đủ rồi, đủ rồi. Gửi xe về rồi người ta lấy chứ em cũng bình thường có gì đâu. Rồi, tiền qua rồi nha. Anh gửi xung phóng nha, xung phóng đưa miễn trải nha. Anh gói cho cẩn thận chút nha. Đâu, bên xe nó gói, mình trả tiền cho nó gói cho kỹ. Nó nhận tiền, nó chịu trách nhiệm. Đấy có anh bỏ trong xe luôn. Gửi cho xe luôn, nó tới lại đưa mình luôn. Rồi, xuống xe. Rồi em ok. Quá xe dưới này đẹp quá. Dưới này đẹp không? Có, đây để anh lấy cho. Màu này cho vừa ha. Ngày em lấy luôn cái nón nè, nó gọi video call anh lấy luôn cái nón. Màu này đẹp không? Mình tặng em một cái nón quá đẹp luôn. Màu này có hợp không? Có muốn màu này hay là đổi màu carbon? Muốn màu carbon màu đen gì không? Hay màu này? Tao thấy màu này đẹp rồi đó. Rồi. Rồi gửi xe về cho anh em có cái để đến là đổi luôn anh. Chính xác là về. Giờ có cái để đổi. Gửi theo xe đó nó có gửi. Nè đây để lên đây quay cho coi. Lên YouTube coi nha. Dạ chào em, cảm ơn cái. Sao em? Lên YouTube coi, đây, mấy anh em đang đeo khẩu trang chống dịch rồi. Dạ. Gặp anh Minh hả? Nói chuyện với Minh hay sao? Tao còn được, tao cứ cháy với em tới em chịu đủ hả? Rồi lên YouTube luôn nha, mặt này lên YouTube luôn nè. Mua xe qua video call anh em nói giờ có thấy chưa? Mua xe mùa Covid nè. Đó, mua xe mùa Covid là vậy đó, video call. Rồi, vậy gửi xe nha, ok. Rồi, mai rồi. Mai chạy đi mua cái... Công năng nha. Rồi, cái xe đẹp. Rồi. Mua đồ dính đồ còn mới tinh. Nói chung là xe quá đẹp. Rồi, dắt xuống xe luôn em. Quá đẹp, mới tinh luôn. Chúc mừng anh coi của mình á. Đúng rồi, lên coi YouTube đi. Rồi, ok. Đồ chơi đầy đủ, không lên con này hết cái gì để lên rồi. Chỉ có lên ốc Titan, đúng lên ốc Titan chơi cho vui thôi chứ lên gì nữa. Mình lại thích zin, thích ốc zin. Rồi. Nãy còn đầy đủ zin mà đâu thiếu gì đâu. Ốc Titan thì đẹp. Này vẫn gặn dính không thôi, mấy dịch bệnh này ấm quá. Hết dịch đi. Nón này đẹp không? Đó. Bên mình có bán nha. Giá của nó này, có niêm yết nè anh em. Để quay cận cho anh em xem. Nó niêm yết của nó là 6 xị nha. 5 xị 8. Rồi xuống. Đi ra quay cho anh em ngắm định giá 300 của anh của chủ xe nè. Con này 25 bản kỷ niệm đúng không? Đặt nhà áo các cái sơn có. Nó bự hơn con Ninja 300 luôn á. Đâu thì dắt quay đầu lại. Rồi 15 này nó bự quá mà. Nó bự. Cái bề ngang thì nó hẹp, nó nái thôi nhưng mà đường đâu? Thì phải dắt cái đầu Ninja 300 ra chứ, đút trong đó đâu có thấy được. Quay cái đầu sẵn chút ảnh đi về luôn. Tối quá anh em, tối quá. Đẹp anh em. À. Con đẹp rồi. Nhân đâu có đẹp à. Đó anh em. Cho anh em nhìn đi. Cái con R15 ở ngoài á nó bự ngang ngửa con Ninja luôn á. Đó. Thấy chưa? Hơi tối nha. Thấy chưa? Đó. R15 là ở ngoài bự ngang ngửa nên giá 300 luôn. Nhưng mà nghe nó mới chơi lại chạy 150 là ok rồi anh. Tôi mới chơi. Rồi. Rồi. Bye bye anh. Rồi xong. Rồi, cảm ơn xong. Rồi. Ghế uống phải chứ. Rảnh ghế uống. Chạy gần mà. Dạ. Quan xíu. Anh là cái gì của thằng em mua xe á?
À, mình cỡ thân với anh đó. Con này thì tiết kiệm hơn. Giờ con này đừng để mà này thì nuôi nó gấp đôi con kia. Nuôi nó lần 2 bình nhớt. Con này có 850 ml nhớt rồi. Rồi, giờ ai chạy xe này, ai chạy xe này? Nó chạy xe. Rồi bye bye anh luôn nha. Lấy cái nón nha cho anh thấy thôi. Rồi, tướng anh là chạy con này cũng hợp hết chứ. Vừa luôn. Vừa đủ luôn á. Tướng ổng chạy con này vừa khích luôn á anh. Lọc giờ mua con chiếc nha. Cái này gắn chỗ này được không ta? Được anh. Sợ nó chạy. Nó lăn không, sợ nó chạy. Anh treo đây nè. Anh treo đây. Treo đi. À, Ngọc. Trời nóng này, nóng này, này treo lên. Bóc tem, lột tem. Gỡ lên cũng được. À, gỡ lên cũng được để cho thằng em dễ bắt đi. Cho nó mới. Đó. Nón này nhẹ lắm anh, nó không nặng đâu. Rồi ok. Quá ngầu luôn hai anh em. Thôi bye bye anh. Bye bye Minh. Trời rảnh thì ghé cà phê gặp anh. Cảm ơn Minh. Rồi bye bye anh em nha. Tóc luôn á. Em về nhiều lắm mà đa số xe anh em đặt trước hết rồi. Cho nên đó, về con là mình chạy qua mình có công việc công ty á mình rồi sau. Để giá 21 lên con xe giờ 650. Đang con đó giờ anh em chuộng ghê. Con đó bữa anh về con là cọc liền luôn. Bên mình con màu đỏ không này. Con màu đen. Màu đen chứ, màu đen. 222. Đang tích góp một xíu rồi từ từ lên.